Những thông tin dự báo thời tiết sẽ tiếp nối chương trình của chúng ta. Vâng chị Tố Quyên, sáng nay thì ở Hà Nội có mưa nhỏ thôi nhưng mà có kèm theo cả gió lạnh nữa. Có vẻ như là không khí lạnh đã tràn về đúng không ạ? Vâng, đúng là như vậy ạ. Không khí lạnh đã về đến Hà Nội vào khoảng lúc 10 giờ sáng nay. Không khí lạnh về đã làm thay đổi rõ rệt trạng thái thời tiết ở Hà Nội. Sương mù tan hẳn, không gian quang đãng hơn và gió chuyển từ Đông Nam sang Đông Bắc. Và nhiệt độ cũng bắt đầu giảm 1 độ so với cùng thời điểm của ngày hôm qua, xuống còn 19 độ. Dự báo càng về chiều đến đêm thì nhiệt độ Hà Nội càng giảm. Lúc 16 giờ, mức nhiệt sẽ là 17 độ, tức là giảm 2 độ so với buổi sáng nay. Và đến tối thì sẽ giảm thêm 1 độ nữa, xuống còn khoảng 16 độ. Cộng với gió Đông Bắc mạnh lên từ cấp 2 lên cấp 3 và trời sẽ mỗi lúc một rét. Trái lại, ở thành phố Hồ Chí Minh thì chiều nay trời hoàn toàn nắng ráo, trời nắng đan xen mây nên sẽ không quá nóng. Nhiệt độ cao nhất ở đây vào khoảng 32 độ. Bầu không khí sẽ khá khô với độ ẩm thấp nhất chỉ vào khoảng 44%. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý, còn bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.